Của Formosa đó thì là cái uy tín của Công giáo xuống rất thấp. Thứ nhất, bây giờ nó chia cái giáo phận Vinh, chia làm hai. Tức là Vinh khác và Hà Tĩnh khác. Nó chia ra như vậy đó, thì là ông giám mục Nguyễn Thái Hợp sẽ bị mất một số quyền lợi. Tại vì hồi xưa ông coi lớn này, bây giờ ông coi có nửa. Một cái bánh ngày xưa ông là một mình ông ăn, bây giờ ông phải chia làm đôi. Đấy. Thì trên nguyên tắc là phải được nhà nước Việt Nam chấp thuận thì mới được chia làm đôi. Thế nhưng mà chắc chắn là đã chấp thuận rồi, bởi vì đã giáo hội Công giáo đồng ý chia làm đôi. Thì nhà nước Việt Nam họ đi một cái con đường rất là hay. Tức là tôi để cho bên giáo hội Công giáo quyết định trước, rồi nhà nước chấp thuận sau, để tránh tiếng là chúng tôi chia ông Linh Mục Nguyễn Thái Hợp. Và rồi ông Linh Mục Đặng Hữu Nam hay là Nguyễn Ngọc Nam Phong này kia này, kia này đấy. Không có ai nói gì hết mà nó đưa một ông Linh Mục mới, ông hình như Linh Mục Tiên, tên là bắt đầu lên cũng lại chửi nhà nước Việt Nam ngày 30 tháng 4 là ngày, nghe nó tức cười lắm bác. Hồi xưa nó nói rằng là ngày Việt Minh cướp chính quyền. Bây giờ cũng lại 30 tháng 4 là ngày cướp chính quyền nữa. Cái Việt Nam Cộng Hòa làm cái gì mà cứ bị người ta cướp chính quyền hoài vậy. Phải làm cướp cái chính nghĩa của nhân dân hớt ngọn. Thành ra đã chỉ có cái cách đó thôi, nhưng mà thưa anh, mình phải chú ý đến là anh vừa rồi anh khen là nhà nước Việt Nam họ làm từ từ. Nó làm từ từ là bởi vì rằng thì là chủ tịch nước đã gặp giáo hoàng. Và khi mà gặp giáo hoàng đó thì nó có những các cái hai bên không phải là gặp để chơi. Hai bên gặp để làm một cái kiểm điểm là cái khó khăn của cả hai bên. Nó có những cái bản ghi nhớ rằng chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết những khó khăn như thế nào, và chúng ta sẽ hội ý với nhau từng vấn đề một. Vấn đề Đặng Hữu Nam, vấn đề Nguyễn Thái Hợp, vấn đề chiếm giáo xứ này, chiếm giáo xứ kia đó, đều là nó nhịp nhàng, chứ không phải rằng thì là và tất nhiên là Vatican họ phải bênh vực người của họ. Chỉ chừng nào cái anh nào làm quá thì họ mới làm ngơ, họ mới đành hy sinh thôi. Vâng, thì tôi nghĩ rằng là cái vụ Công giáo họ sẽ có cách giải quyết. Cái vụ Formosa rồi cũng sẽ yên thôi. Nhưng mà có thể là sau Linh Mục ông Tân thì sẽ có những Linh Mục khác. Mà tôi ngạc nhiên là cái chỗ là ông Linh Mục mới này đó, mới xuất hiện, thì lại nói là thao thao bất tuyệt và phê bình ngày 30 tháng 4.